Ê ê ê Hưng. Anh ơi. Nani? Trời đi nè. Trời mưa mà dính chỉ có hai con điên nào nó có đi lòng thông đi tới đi lui đằng kia kìa. Ê mà thằng trai mà có đứa gái kìa. Chắc hai răng yêu nhau á. Tình nhân. Nắm tay đi, nắm tay đi trời ơi. Yêu đương tuổi trẻ. Trời ơi sếp đánh vui ha. Ôi bà. Em gì ơi. Em ơi. Trời ơi con nhận hai đứa mình lãng mạn ghê. Ê em nhìn hai đứa mình kiểu nó đẹp đôi ghê á. Ừ. Nhìn đồng thanh đồng thủ lắm. Hai đứa mình kiểu như cân xứng lắm. Nhìn xứng lứa vừa đôi lắm. Lên đi lên đi lên đi. Đứa trên thiên đường đứa dưới địa ngục á. Đứa nào lên đứa nào xuống. Quen không? Để coi coi thì ta thấy quen nha. Từ lúc mà hai đứa mình quen nhau á. Trời ơi cộng đồng mạng ai cũng ủng hộ cho tụi mình hết trơn á. Trời ơi mọi người thật sự. Trời mưa quá vô đi ngồi chơi. Ê ai quen ai... vậy? Ủa? Ủa Phát kìa, anh Thư nữa kìa. Đâu đây? Đâu vậy? Đâu vậy? Đâu vậy? Em hai đứa em đang hẹn hò rồi đó. Đó vậy. Đâu có. À, hai đứa em đi quay ngoài này. Trời ơi cái gì vậy trời? Cái gì đây vậy? Quay cái gì? Ủa hai đứa chị em mình là trốn truyền thông mà đi hẹn hò riêng với nhau. Làm sao có chuyện đó được? Tại vì lúc đầu á em nói là Thư ơi em với chị là không có tới được với nhau đâu. Tại vì cộng đồng mạng cũng dị nghị lắm. Chị nói không sao đâu. Chị là nói chung là chị có bằng lái máy bay rồi. Bởi vậy tụi em sợ mọi người dị nghị cho nên là chị nói là thôi giờ mình trốn ra cái nơi nào mà không có ai bắt gặp. Trời nắng. Ở dưới nhà đi xong ở yên. Trời nắng đi người ta gặp người ta cũng đặt lên mạng cho nên là lựa trời mưa nè đi cho nên không ai thấy hết trơn. Ơi cái hùng quá. Mà anh thấy không anh đừng có hiểu lầm hai chị đứa em chỉ là tình bạn tình chị em thôi. Tình bạn tình chị em thôi. Ủa lúc đầu chị đâu có nói như vậy đâu. Lừa rồi ba. Em bị lừa rồi. Đến với em tất cả tấm lòng mà. Ba em tỉnh táo đi, không có chuyện đó đâu, anh đừng nghe nha. Em không tỉnh, chị mới là người cần phải tỉnh. Ôi, chị tỉnh đi, chị tỉnh đi. Những ngày yêu dấu, dù mưa nhạt nhòa, gió mưa có thấu, ân tình đôi ta. Mưa giăng giữa phố, giữa đi bụi trần, chiều về thêm nhớ bóng hình năm xưa. Em bị đau quá, tự nhiên chị bỏ em giữa trời mưa như vậy. Em đáng đời. Bây giờ nè thôi, đừng gây gỗ nữa. Em hãy về Vũ Hà đi. Đúng cái gì vậy? Có ai mà điên đến mức độ mà hai người cầm ba cái dù không? Có. Trời ơi, giọt mưa mưa ngâu, bút non trên cành thành. Đi đâu? Các người đi đâu? Hey, đứng lại. Đi đâu vậy? Gì? Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, chia bớt dù ở đây đi. Nghe không? Cây qua cho em đi. Em tưởng đâu hai người đâu thân thiết rồi anh. Đúng rồi. Bây giờ vậy nè, tụi anh á cũng mới du lịch ở đây thôi. Mà sẵn á anh có kết hợp game mà đại chiến ẩm thực của anh á. À. Hai đứa rảnh không vô chơi, trời ơi làm khách mời vui lắm trời ơi. Em rảnh, Phát không rảnh. Ủa gì vậy? Tối nay Phát về rồi. Ủa là sao vậy? Mình quay liền mấy ngày đi, quay liền tối trả về. Trời quay có 5 phút là xong mà, quay 5 phút là. Mình muốn về đội của ai ạ? Từng người chia sẻ nha. Tất nhiên là nếu mà cho chọn đội thì Nam Thư sẽ chọn về với anh Đàm Vĩnh Hưng rồi. Trời. Chị không thích anh Hà hay sao? Anh Hưng dễ thương, ngoại thì đáng yêu. Chị thì chị thích dễ thương hơn đáng yêu, kiểu vậy thôi. Thì đường nào là chị cũng không thích anh đó. Cái gu mà người ta đừng có ép như vậy. Anh Phát à, anh đã có anh có quyền lựa chọn hả? Anh có chứ. Tại chị thích anh Hưng rồi. Nhưng mà mình có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình thôi. À, thì nói chung là trước khi quay thì Phát cũng có hỏi tham vấn Susu. Tại vì Susu là dẫn nhiều số rồi. Thì Susu tư vấn đó là nên chọn về đội của nhà đầu tư. Nhà đầu tư. Xin thông báo luôn cho tất cả các bạn cũng như đội chơi là ngày hôm nay á là sẽ có một nhà đầu tư khác mày. À đúng rồi tao quên, xin kêu treo cờ trắng ngay từ đầu. Sao vậy? Vô thi mà treo cờ trắng. Vậy là tập này có nhà đầu tư mới nữa hả? Có nhà đầu tư mới rồi. Bây giờ tao nói hai đứa về đội anh cũng chết. Rồi vậy anh suy nghĩ lại cho Su, để anh suy nghĩ lại. Tất cả mọi thứ sẽ được xoay chuyển trong cái tập này. Đó. Bây giờ sao? Bây giờ chỉ đợi sao đây? Xím xàm đi. Xím xàm đi. Ừ. Hai xàm trước đi. Thôi đi. Thắng thì về thắng, thua thì về thua. Đúng rồi. Rồi. Kéo búa bao hai bạn. Kéo búa. Rồi, chị Nam Thư thắng. Rồi, 1, 2, 3. 1. Máy. Máy đá gì? Tập bí mật. Đá gì hỏi. Máy đá gì? Anh dễ thương quá, mày đá gì? Sắp xếp, mà bây giờ ta không cho mày sắp xếp luôn. Mà tao ghét giờ. Cười câu. Mày xem coi nào là cuộc đời của đứa nào nó về đứa nào. Hiểu chưa? Không phải cái gì mình thích là nó sẽ được theo đâu nha. Ủa, dễ chưa?
Thôi ngoại đừng làm tâm lý. Anh Hương chắc chắn thắng rồi, ngoại đừng làm tâm lý vậy. Quay hôm bữa giờ mấy số lần đầu tiên thấy ngoại có lập trường đó. Đương nhiên. Rồi, 1, 2. Ba. Ủa lại lần thua. Thôi chung đi, mình trở lại đâu. Mình trở lại. Đợi mùa sau nha chị nha. Anh ơi. Qua đây. Anh ơi. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy xa cách đôi bờ. Em ơi, em làm anh nhớ cảnh anh đón con hay đưa con đi học quá. Ngoại có chạnh lòng không? Thường thường nói nghe nè, mình lớn rồi. Mình nói lên nói này, ngoại nói nghe. Con ít nhiều là con gái cũng có tiếng tăm trong showbiz mà đâu có xấu đâu. Ngoại. Không, anh Hưng nghĩ vậy thôi, hiểu chưa? Có con cái rồi. Ngoại đừng cấm cản. Hưng nó không bao giờ lấy gì ghẻ đâu. Ngoại đừng cấm cản. Như vậy tay tay que bé sao? Trời ơi, cái gì vậy? Bây giờ làm sao? Bây giờ mày muốn xin xong lại không? Ngoại đừng cấm cản con mà. Chia đội mà nãy giờ tưởng đâu bắt cóc con nít. Giờ con gái con đứa trời là con quan hỷ là về đội này không? Giờ em thấy sao? Không, cuộc đời chị thì có chơi có chịu. Có chơi có chịu. Có chơi có chịu. Trời ơi. Cái gì? Chơi đi. Bây giờ nè, đi chơi con muốn thắng hay không muốn thua? Không muốn anh Hưng. Rồi. Bây giờ nè, bây giờ cứ quay xong đi. Khi mà đóng máy một cái là con cho con. Nhưng mà trong lúc quay nếu hai người một đội thì lúc đó về mới có kỷ niệm với nhau. Chứ còn đâu có muốn có kỷ niệm gì như vậy. Trời ơi trời. Thành phố buồn lắm thơ vương. Cơn gió chiều lại cuốn tâm hồn. Trời ơi trời. Trời ơi. Nặng lắm đó. Không, con nói nó nghe nè. Dù ngoại với con kỷ niệm nó có xấu cỡ nào, hiểu chưa? Thì ngoại cũng là bạn thân của Hưng, hiểu không? Để ngoại sẽ xem cái kỷ niệm cái thục không? Xe đều. Xe mà đúng xe luôn á. Không phải chia sẻ đâu. Xe mà xe nè. Mình xe cái link của tập này, ngoại sẽ xe. Anh Hưng cái gì trong Hưng? Xe lỗ tai rồi đó. Rồi. Chơi đi. Rồi bây giờ hai đội chơi chúng ta đã có. Đội của ngoại Vũ Hà và chị Nam Đô. Đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Võ Tấn Ba. Thôi vui vẻ không vẫn có quạo nè vui. Trời đất ơi đi. Vẫn không có một cái động lực gì để chơi luôn. Make up ơi, có thể dậm phấn cho bé Thư được không ạ? Con bé này trời ơi nó mê trai mà mặt tái ngén. Ông bệnh đi. Rồi thôi, để thời gian dậm make up. Làm nội gián cho anh, làm nội gián cho anh nha. Có cái gì vậy trời? Rồi mày đi qua phải... đi qua bên kia luôn thì ba đứa chơi. Tập này một mình cần hết hả? Ngoại sẽ kịch. Mày đi qua đây luôn. Mày đi qua đây. Thật ra con cũng chưa bao giờ có ý định đứng dịp phía ngoài. Rồi đó, thấy không? Quý vị thấy không? Tập nào cũng vậy hết trơn. 1:4 đúng không? 1:4 mà tôi vẫn thắng. Quay phim 6 cái mà hết 4 cái quay ở đây rồi. Rồi. Một cái quay cảnh, có một cái quay ngoài thôi đó. Đó. Ủa nãy giờ đâu có lấy hình ngoài đâu. Ủa vậy hả? Kìa. Ủa nãy giờ tụi mày không biết là lấy hình tao hả? Vô đây nè mới thấy nè. Đó, kính thưa quý vị. Sống là ngoại thương hết trơn. Thăm là cuộc sống của con. Không ai thương con cả. Trời ơi quý vị ơi, khán giả hãy đổ lòng thương vào đây. Bên kia mất hết đi. Lấy đồ vào cho con. Ngoại được cái chuyện gì cũng dám làm ha.